giải mã về sức mạnh của những đội bóng trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay, sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo một cách đặc biệt đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một điểm tự hào. Một đội bóng đặc biệt. 28 năm trước, Nghệ Tĩnh tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đội bóng Sông Lam Nghệ Tĩnh lễ lừng sáp nhập vào Nghệ An và đổi tên thành sông Lam Nghệ An như hiện tại. Câu lạc bộ xứ nghệ tiếp tục duy trì bề dày truyền thống. Họ không những là cái nôi đào tạo ra những nhân tài cho bóng đá trên cả nước, mà danh hiệu ở giải vô địch quốc gia cũng hiện diện một cách tương đối trong phòng truyền thống của câu lạc bộ. Trái ngược với điều đó, bóng đá Hà Tĩnh như mất phanh lao xuống dốc kể từ khi chia nửa. Vùng trắng bóng đá tại địa phương này buộc những cái tên ưu tú như Trần Phi Sơn, Trần Phi Hà, Bùi Tiến Dũng, Đinh Thanh Trung. Nguyễn Trọng Phi phải lưu lạc tứ phương. Đã có người từng chẹp miệng tức nối rằng nguyên một đội hình với những cái tên kể trên cũng đủ sức thi đấu tại V-League. Nhưng 3 năm trước, khẩu hiệu Hà Tĩnh là phân minh, trở thành kim chỉ nam để câu lạc bộ này bắt đầu hoạt động. Thực tế, mảnh đất vốn đã trắng xóa bóng đá suốt gần 30 năm chẳng thể nào tự nảy mầm một đội bóng. Bàn tay của bầu hiển cùng sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, manh nhà gieo rắc những ý niệm đầu tiên về sự tái sinh của một đội bóng trực thuộc địa phương. Đó chính xác là đội Hà Nội B, thuộc lứa U21 Hà Nội vốn được huấn luyện viên Phạm Minh Đức dày công vun đắp từ trước đó. Về cơ bản, câu chuyện ấy gần giống với những gì xảy ra cách đó 3 năm khi chính bầu hiển quyết định để câu lạc bộ Hà Nội đổi tên thành Sài Gòn FC và nhờ vậy, thành phố Hồ Chí Minh có một đội bóng sau nhiều năm thăng trầm vì bóng đá. Đương nhiên, sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gặp phải những tranh cãi như những gì đã xảy ra với Sài Gòn FC. Những người yêu bóng đá sợ rằng khi những gốc rễ không cắm sâu vào lòng đất, như cái cách đó tự mọc lên và phát triển tự nhiên, thì sự áp đặt sẽ nhanh chóng thất bại, giống như cái cách Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, tan rã. Nhưng có một điểm đáng chú ý tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đủ để khiến họ vững vàng trước sóng gió thị phi. Đó là sự nhất quán từ thượng tầng, ban huấn luyện đến các cầu thủ. Không có một dấu ấn của cái tôi cá nhân, không có một mục đích riêng, toàn tính riêng trong vận hành đội bóng non trẻ này từ chỗ là địa phương không có phong trào bóng đá đủ mạnh. Từ một sân vận động xây từ năm 1991 với sức chứa tới 25.000 khán giả bị bỏ hoang, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước đi lên. Họ là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ nhất V-League nhưng lại vận hành theo mô hình chuyên nghiệp và có một thứ hạng đủ tốt ngay trong năm đầu tiên tham dự V-League năm 2020. Chân đế vững vàng Sự cố vỡ sân với hình ảnh cổ động viên tràn xuống ngồi cả đường Pitch ở trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC mùa trước. Với câu lạc bộ Hà Tĩnh hoàn toàn không phải một án điểm cần phải lên án. Trái lại, đó là thành quả, là trái ngọt minh chứng cho sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại địa phương này là ý chí đúng đắn. Từ lãnh đạo tỉnh và những người trực tiếp vận hành đội bóng, rất nhiều hành động thiết thực được thực hiện để đảm bảo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể vận hành trơn tru. Sân bóng được cải tạo và sở hữu mặt sân có chất lượng tốt nhất cả nước, sử dụng loại cỏ lá kim, với chi phí bảo dưỡng không ít, hơn 300 triệu tháng. Từ năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được tạo điều kiện cho sinh hoạt tập trung tại khách sạn giúp cầu thủ toàn tâm toàn ý thi đấu. Bữa ăn của cầu thủ đội 1 cũng cho thấy một sự khác biệt. Ngoài ba bữa chính, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có hai bữa ăn phụ mỗi ngày trước giờ tập, chi tiết tuy nhỏ nhưng nói lên tham vọng chuyên nghiệp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cần phải nói thêm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chủ tịch trẻ tuổi là giám đốc kinh doanh của một chi nhánh phân phối xe hơi lớn trên toàn quốc, chưa tính tới hậu thuẫn của một tập đoàn hàng đầu cả nước. Như vậy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ trẻ mà còn khỏe trong cách điều hành bóng đá tại địa phương này. Đào tạo trẻ, tương lai cho bóng đá Hà Tĩnh. Sau những năm tháng trỗi dậy, bóng đá trẻ Hà Tĩnh gặt hái thành quả đầu tiên với những thành tích đáng nể. Đội U11 Hà Tĩnh lứa 2009 do ông Nguyễn Thế Mão dẫn dắt đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại tại Đà Nẵng. Bằng 3 chiến thắng, một trận hòa. U11 Hà Tĩnh đã giành tấm vé lọt vào vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2020. Sau đó, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến vòng loại các giải vô địch bóng đá trẻ quốc gia phải tạm hoãn. Các cầu thủ trẻ vẫn ra sân tập luyện đều đặn, sinh hoạt khép kín trong khuôn viên trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh. Trong bối cảnh không thể tham gia giải trẻ, hàng tuần, các đội trẻ tự tổ chức giao hữu với nhau để duy trì cảm giác thi đấu, nâng cao kỹ năng, đấu pháp chiến thuật Tích lũy kinh nghiệm. Tại vòng chung kết giải U13 toàn quốc ở thành phố Vinh, những ngày cuối năm 2021, đội bóng U13 Hà Tĩnh dù để thua U13 PVF ở trận chung kết và nhận tấm huy chương bạc, nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Huấn luyện viên Trần Đức Toàn trình làng lưới cầu thủ sinh năm 2008, có thể hình đồng đều, tư duy chơi bóng khoa học, sáng tạo. Tấm huy chương bạc Sân chơi U13 quốc gia 2021 là thành quả đáng trân trọng mà bóng đá trẻ Hà Tĩnh giành được. Tiếp nối thành tích đội U13 năm 2021. Tại giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc 2022, đoàn quân trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Thế Mão tạo bất ngờ lớn khi lần lượt đánh bại U13 Đông Á Thanh Hóa, Bắc Ninh, T và TVSH, cầm hòa U13 Hà Nội ở vòng loại, diễn ra trên sân câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để lần thứ hai liên tiếp lọt vào vòng chung kết của sân chơi này. Trong năm 2023, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Hoàng, các cầu thủ trẻ lứa tuổi 17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa tạo nên một kỳ tích, một mốc son mới của bóng đá Hà Tĩnh khi lần đầu tiên giành Á quân giải U17 quốc gia năm 2023. Tháng 6 năm 2023, vòng chung kết U13 toàn quốc diễn ra tại thành phố Biển Nha Trang. Đội U13 dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Nguyễn Thế Mão đã giành ngôi Á quân đội U13 Hà Tĩnh chỉ nhận thất bại đáng tiếc trong trận chung kết trước sông Lam Nghệ An. Nhưng với những gì đã làm được trong suốt hành trình cả mùa giải U13 toàn quốc năm 2023, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ quê hương. Đặc biệt, ba cầu thủ Hà Công Nam Khánh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Phạm Khắc Hướng đã lọt vào đội hình tiêu biểu vòng chung kết thiếu niên toàn quốc 2023. Cùng với lứa cầu thủ U17, Hiện nay tại bóng đá trẻ Hà Tĩnh còn có các tuyến U11, U13, U15. Đây chính là nền móng cho tương lai bóng đá chuyên nghiệp Hà Tĩnh. Giáo án luyện tập luôn được ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc kỹ thuật hỗ trợ bổ cứu, góp ý thường xuyên. Đặc biệt, đội U15 Hà Tĩnh đang sở hữu những viên ngọc thô đầy tiềm năng như các chân sút Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Văn Khánh hay bộ đôi trung vệ Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Quang Lê đang làm mưa làm gió tại vòng chung kết U15 toàn quốc năm 2023 đang diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quyết tâm nâng tầm bóng đá Hà Tĩnh đang được thực hiện một cách đồng bộ và bài bản, thể hiện qua lộ trình và kế hoạch đào tạo ươm mầm các tài năng bóng đá trẻ. Đó chính là những bước đi để xây dựng những lực lượng kế tiếp, mang trong mình tinh thần thi đấu và bản sắc riêng của Hà Tĩnh. Hiện nay, được sự đầu tư của tỉnh và ngành thể dục thể thao, ngoài giờ học văn hóa các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh được sinh hoạt, ăn ở tập trung tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hà Tĩnh. Bên cạnh được đào tạo bóng đá các em còn được sống trong một môi trường rèn luyện tích cực, phát triển toàn diện với mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài những buổi tập luyện trên sân thì đều đặn một tuần hai buổi, các thành viên tại trung tâm còn được tham gia các lớp học tiếng Anh. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai của một cầu thủ chuyên nghiệp. Với những chính sách được cụ thể hóa từ nghị quyết 154 ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030, cũng như tại đêm trung thu vầng trăng thắp sáng ước mơ tổ chức cho các cầu thủ trẻ năm vừa qua ông trần quang thưởng chủ tịch câu lạc bộ bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh đã động viên và nhấn mạnh trước tập thể trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hà tĩnh bóng đá trẻ là tương lai của mọi đội bóng chuyên nghiệp một chiến lược đầu tư căn cơ dài hạn cho công tác đào tạo trẻ là cốt lõi để xây dựng câu lạc bộ vững mạnh coi trọng bồi dưỡng những gương mặt cầu thủ trẻ kế cận xuất sắc của hà tĩnh là chìa khóa hy vọng cung cấp cho đội hồng lĩnh hà tĩnh nhiều tài năng bóng đá mang bản sắc quê hương, tạo nên tính kế thừa, nối tiếp giữa các thế hệ cầu thủ. Đến nay công tác đào tạo bóng đá trẻ Hà Tĩnh đã có những bước chuyển biến tích cực. Với việc mời các huấn luyện viên giỏi, các chuyên gia đào tạo giàu kinh nghiệm tham gia công tác phát triển bóng đá trẻ, cho thấy khát vọng và quyết tâm chuyển mình của bóng đá Hà Tĩnh. Với sự cố vấn của huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh, thầy của thần đồng bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Quyến, và đặc biệt hơn nữa có sự góp mặt của huấn luyện viên Đậu Hồng Tiến, người đã đào tạo ra thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh, thầy Thọ và thầy Đậu Hồng Tiến, ba người thầy có công rất lớn với bóng đá trẻ Nghệ An Hà Tĩnh. Đội ngũ huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện các tuyến trẻ U11, U13, U15 đã được bổ sung thêm nhiều thầy tâm huyết và tài năng, như thầy Nguyễn Thế Mạo, thầy Toàn, thầy Võ Hoàng, Tiến Hoàng. Đặc biệt có sự góp mặt của tuyển thủ U16, U23 quốc gia Nguyễn Ánh Cương. Những tín hiệu tích cực đó khẳng định chất lượng đào tạo và tâm huyết từ đội ngũ huấn luyện viên góp phần đưa bóng đá trẻ Hà Tĩnh đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới sự phát triển mang tính chiến lược, bền vững. Nhắc đến công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, giới hâm mộ sẽ nghĩ tới các lò quen thuộc như Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Viettel, PVF, T và TVSH. Đây là những đơn vị dày công nuôi dưỡng, sản sinh hàng loạt cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam với sự đầu tư mạnh mẽ, đầy đủ, chất lượng, chúng ta chờ đợi sự phát triển bền vững của bóng đá Hà Tĩnh. Chúc quý thầy luôn mạnh khỏe, cháy hết bình cho sự nghiệp trong người, tiếp tục phát hiện và đào tạo ra nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá Hà Tĩnh nói riêng và nước nhà nói chung.